Nguyên Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình Đầu Báo Vẹn và xin chào anh Hoàng Thuận. Xin chào anh Nguyên Khôi. Thưa quý vị, trước khi vào chương trình thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn một vị khán thính giả đã góp ý về vấn đề kỹ thuật. Thì hôm trước mình thâu và mình gián tiếp ra. Thì Hoàng Tuấn rất là dốt về vấn đề kỹ thuật. Thì vị thính giả có gửi cho chúng tôi một cái email và có rất nhiều chi tiết. Cái gì Hoàng Tuấn sẽ chuyển cho anh. Và vị thính giả này nói là nếu như các anh cần giúp đỡ thì tôi sẵn sàng. Bởi vì tôi đã từng làm trong quay phim truyền hình 30 năm rồi. Tốt quá. Nói về có nhắc về màng xanh, về nhiều thứ lắm. Thì đó, nhưng mà Hoàng Tuấn thì chỉ biết là màng xanh như vậy thôi, chứ còn về cái kỹ thuật thì Hoàng Tuấn không có rành. Hoàng Tuấn sẽ chuyển cho anh nha. Dạ vâng. Thưa quý vị, trong chương trình Đọc Báo Vẹm đó thì chúng tôi có nhận được ý kiến của một người cũng mới định cư ở Mỹ thôi. Thường thường là những người mới định cư ở Mỹ thì khi mà nói về đụng chạm tới Việt Nam á thì người ta cũng có một cái phản ứng nó hơi gay gắt. Bởi vì chúng tôi không trách chuyện đó, bởi vì người ta sống ở đó lâu rồi. Nhưng có một người nói với Hoàng Tuấn điều này, Hoàng Tuấn thấy rất là cảm động, đó là tôi đã nghe anh nói trong chương trình Đọc Báo, anh nói rằng là anh không thuộc đảng phái chính trị nào cả, anh không đứng về phe phái nào cả, anh đứng trên cái cương vị là một người Việt Nam yêu đất nước Việt Nam, yêu thương dân tộc Việt Nam và nói những cái điều để mà cho mọi người thấy được dân Việt Nam vẫn còn khổ. Thì chúng tôi rất là cảm động, rất là cảm kích cái chuyện đó. Thì Hoàng Tuấn cũng rất cảm ơn quý vị đã thông cảm điều đó. Bởi vì vị này nói rằng là vị này cũng không có phải là đứng trên cái một góc độ chính trị nào cả. Nhưng đối với người Việt Nam, cho dù sống ở đâu và mình cũng có cái tấm lòng yêu nước, mình hướng về quê hương đất nước, và đặc biệt khi mình thấy đồng hương của mình mà bị những cái cảnh bất công áp bức thì mình cũng cảm thấy xót xa trong lòng. Thì chúng tôi cảm ơn sự chia sẻ của quý vị. Xin mời Nguyễn Khôi. Vâng, và bây giờ thì chúng ta bắt đầu đọc báo tuần này. Tin này thì báo nào cũng đăng cả, thưa quý vị. Cựu chủ tịch tỉnh Bình Thuận bị bắt, chúng tôi đọc báo VN Express. Ông Nguyễn Ngọc Hai, nguyên chủ tịch tỉnh Bình Thuận cùng với 4 người bị bắt với cáo buộc sai phạm tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2. Tối 10 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hai, 60 tuổi, về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự. Liên quan đến vụ án Lương Văn Hải, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Hồ Lâm, Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên giám đốc, phó giám đốc Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường và Ngô Hiếu Toàn, phó giám đốc Sở Tài chính cũng bị bắt về cùng tội danh. Các bị can được cho là có nhiều sai phạm xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 nằm trên đường Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Thông, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết. Trước đó, từ 14 giờ, tổ công tác thuộc cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm việc với tỉnh ủy Bình Thuận, công an Bình Thuận. Đến 19 giờ, đoàn xe dẫn giải ông Hai và các bị can đến công an phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, cách trụ sở tỉnh ủy 400m để thực hiện lệnh bắt. Họ có mô tả về bắt như thế nào, đưa đi đâu, làm việc gì, nhưng mà họ chỉ nói rõ là họ chỉ nói vậy thôi, còn cái tội đó, lý do tại sao bắt thì họ nói rất là, báo chí nó rất là mơ hồ và hầu như các báo đều nói mơ hồ giống như nhau, tức là vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự. Thì thực sự nếu mà một người dân bình thường không phải là một chuyên viên về pháp luật thì đọc những cái tin như thế này rồi cũng cái tay này nó ra cái tay kia rồi thôi, nó cũng bỏ qua thôi. Thà là mình nói rằng mấy ông ấy tham nhũng, mấy ông ấy ăn tiền của lấy đất của nhà nước bán với giá rẻ, cấu kết với nhau rồi chia chác với nhau, nó rõ ràng như vậy. Ngôn ngữ nó phải, nhất là về luật pháp, nó phải rõ ràng và minh bạch để cho người dân có thể hiểu được. Nếu cái đó là cái tội thì tội đó là tội gì và tại sao là phạm cái tội đó, và nếu phạm cái tội đó thì hình phạt sẽ như thế nào. Thế cái chuyện đó là cho mấy ông luật pháp, tòa án làm, báo chí bên đó làm. Cái điều mà tôi thắc mắc khi đọc những cái tin như thế này là tôi thắc mắc là cứ này hầu như tuần nào cũng có, mà không phải một vụ mà nhiều vụ, mà không phải ở một tỉnh mà nhiều tỉnh, không phải ở một bộ mà nhiều bộ, không phải ở một cơ quan mà nhiều cơ quan khác nhau. Thì cái nhận xét chung là hình như chỗ nào nó cũng thối cả. Chỗ nào cũng tham nhũng. Chỗ nào cũng tham nhũng cả.
Và bây giờ nó được một cái hay á là những cái ông mà tự tưởng là cựu á, tức là hạ cánh tưởng là an toàn Tưởng rồi, thành cái an toàn thì bây giờ thì không còn an toàn nữa. mới bị Thưa bắt. quý vị, thì nhiều người mà cùng phe với ông Nguyễn Phú Trọng hoặc là thích cái đường lối làm việc của ông Nguyễn Phú Trọng á, cái vụ chống tham nhũng thì nó đấy, chính phủ nhà nước đảng rất là công minh, minh bạch rất là rõ ràng, anh tham nhũng anh nhận hối lộ rồi bây giờ anh có về hưu rồi nữa, những cái tội anh Vẫn bị còn bắt. đó thì vẫn bị bắt như thường, chứ không phải anh làm xong rồi anh rút đâu. Thế quý vị nghe, chúng ta mới nghe qua chúng ta tưởng như vậy, Nghe thì thì nó tốt chống quá cho tốt nè. quá hả? Nhưng mà nếu mà mình nhìn kỹ lại thì mình thấy thực sự đây là chỉ là bè phái ăn chia, nó không đồng đều, Thanh toán nhau thanh thôi. toán nhau thôi. Bây giờ anh bị hất xuống khỏi cái ghế đó rồi thì cái người khác, thưa quý vị, cái ghế là chia chác hoặc là mua, nó có quyền lợi nó ở trong đó. Và bây giờ tôi đã bỏ bao nhiêu tiền để tôi lên cái ghế mà bây giờ anh ăn hết rồi, đến lượt tôi lên tôi chẳng được ăn cái gì cả thì phải tức chứ, phải không ạ? Đúng rồi. Cho nên là giành ăn lẫn nhau, tranh ăn lẫn nhau thôi, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa thì chúng tôi thấy là cứ cái kiểu này thì bây giờ mình phải xét lại xem là 5 năm 7 năm về trước, tất cả những ông gọi là nguyên, tất cả những ông gọi là cựu, những bà đã từng làm chức này chức kia, nắm những cái chức vụ quan trọng đó, thế bây giờ đề nghị là bây giờ phải đưa hết lên thớt thôi. Tại vì nếu mà bình một cách bình thường ra mấy cái lương của nhà nước trả thì làm sao mà có nhà đầu to đùng, Không, cái không đó thể nó dễ nào dàng có là phải được. không ạ? Con cái đi học nước ngoài rồi xây không những biệt phủ mà phải một căn mà còn nhiều căn khác nhau nữa, mà thí dụ xây mình ăn mà mình khéo che khéo đậy Ăn thì mà còn biết chữ đỡ, ở chỗ mép mép đó thì còn đỡ, đây công khai rõ ràng cho mọi người, cũng thế còn khoe của nữa, thì những cái chuyện nó làm xấu đi cái hình ảnh của một đất nước nói chung, và nhất là nó xấu đi cái hình ảnh của đảng. Tôi lo là cái hình ảnh của đảng càng ngày nó càng xấu đi Anh đừng có lo, nó xấu lâu rồi. anh Nhưng mà ý tôi muốn hỏi là tại sao những cái việc nó lộ ra như thế ạ. mà ông Lê Nguyễn Phú Trọng không biết à? Yeah. Bây giờ là Bao bao nhiêu năm? gọi là đốt đốt lò. Yeah. Nhưng mà chỗ nào cũng có. Và cái câu mà vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, thì thưa quý vị, nếu mà bắt cái tội này đấy thì chúng tôi nghĩ là không có chỗ để mà nhốt. Yeah. Vì từ trung ương tới địa phương chỗ nào nó cũng có vi phạm về quy định quản lý. Mà ngay cái ông mà quản lý cái vụ tù á, mới chạy tù á, nhiều khi cũng đã vi Thì phạm đấy, rồi, ai nhốt ai, thì đó ai ông bắt ai. cái ông bị tước quân tịch đó, ông ở tù ông dẫn phạm nhân đi nhậu rồi Thế giờ ai nhốt ai, ai giữ ai, và ai bắt tù ai, ai bỏ tù ai, ai đưa ra tòa, ngay cả quan tòa ngồi xử cũng tham nhũng cũng chạy án rồi, làm sao mà lấy gì đây? Thối từ nên trên thối từ trong ra ngoài, nguyên cả một cái cuồng máy thối nát như vậy, kinh anh hoàng. biết là khi đọc cái tin này thì Dung Hoàng tôi cũng có bài báo, có một ý kiến của một người độc giả đó, nó là đọc tin mà không biết nên buồn hay vui nữa, nó là cách rất là ngán ngẩm. Thì quý vị, khi mà ổng là chủ tịch tỉnh á, thì ổng là cũng phải là đảng anh hả, Yeah. cũng phải có quá trình phấn đấu Oh tất yes. cả các thứ, chứ đâu Oh phải yes. tự nhiên đâu. Mm. Nhưng mà không hiểu tại sao mà cứ cán bộ mà đặc biệt đảng viên á thì chỗ nào nó cũng hư. Mà anh đã leo lên tới chức nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Đó. thế cái quá trình phấn đấu của anh không phải là bình thường, Đúng rồi. và anh không phải là anh cạnh tranh hay là anh thi đua với một hai người, mà trong một cái tập thể rất là đông người như vậy anh nổi bật được lên, Tức là thì anh đã được đảng cử lên. đảng cử lên Đó. và được chọn rồi tuyển rồi qua hết cái một kỳ bầu cử này đến cái bầu cử khác, Đấy. rồi kiểm cái gì đó tự phê rồi Phê tự phê bình nữa, phê ui bình kiểm giời, điểm là tất cả mà các năm nào thứ. cũng làm cả, đến khi làm xong cuối cùng về hưu thì phải lòi ra hết tổ này tổ kia. Mà thí dụ những cái vụ này á, thí bảo nó ăn có những cái vụ hối lộ đó, người ta kín đáo, người ta bỏ vào cái thùng trái cây, nhớ không, thùng trái cây được đến nhà chỉ có cái người đưa hối lộ và cái người nhận hối lộ biết thôi, còn những cái vụ bao che trên mạng chẳng hạn, nhưng mà thì không ai biết được, thì cho là nó khó khó điều tra ra đi. Còn đây anh thấy này, những cái vụ mà khu thương Nó mại dịch lộ vụ và ra dân cả cư một cái Tân Việt khu thương phá hại, mại mà. khu này là khu đất vàng của tỉnh Bình Thuận, Đấy, cái đó chúng cái chỗ đất vàng đó. ok, mà một cái khu thương mại dịch vụ chắc nó không có nhỏ nhỉ? Thì đương nhiên rồi. Nhưng mà tôi không biết là cán bộ mình bây giờ cái giống như là, nói thì người Bắc là giống như con giun nha. Biết tại sao gọi con giun không? Sao Thì con trùng á, à. thì nó ăn đất.
cán bộ mình nó về khoái ăn đất. Tức là trong 12 con giáp này thiếu một con. Thiếu một con. Giáp không có thêm cái con đó thì cán bộ mình như con giun nằm uốn khúc dưới đêm trường là côn trùng á, thì nó sẽ đằng đất. Cán bộ mình bây giờ sẽ là ông nào cũng giống như là tụi con giun hết. Con giun. Anh nói cái vụ mà hối lộ đó thì đó là ông ở Bình Thuận nha. Còn hôm trước chúng ta đọc báo về cái vụ mà ông bị can Ngô Văn Thụy đó, ông là cựu cán bộ cục điều tra chống buôn lậu đó. Thì người ta đã cho thêm một chi tiết nữa là đã nhận hối lộ 500 triệu đồng, 10.000 đô la và một thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng trong tài khoản. Thưa quý vị, hối lộ nó như thế tinh vi hả? Tinh vi như vậy mà chúng tôi lúc nào ông Nguyễn Phú Trọng cũng bảo rằng là phải là đốt lò chống tham nhũng và đã là thu hoạch được những kết quả tốt đẹp, mà không hiểu tại sao giáo dục, y tế rồi bất cứ chỗ nào rồi đâu nó hư đó tôi không chả hiểu nữa. Vậy cái biện pháp mà anh thấy là cái biện pháp nó đề ra đó là phải cán bộ, phải đảng viên phải tự soi mình. Anh thấy cái đó anh thấy cái đó nó có kết quả, có hiệu quả không, có tác dụng không? Thì khi soi thấy khuôn mặt mình nó thiếu ăn, cho nên mình cần phải ăn nhiều tí cho nó sáng sủa tí, hay thiếu sinh tố thiếu dinh dưỡng. Rồi nhưng cái việc mà nó đụng đâu hư đó ha, thì đây có bài báo là dở cầu nối Đắk Lắk và Đắk Nông xây dở hơn 20 năm. Nhà chi lớn gặp nhau, tôi cũng đang để cái bài báo đây, tôi đọc đây. Chúng tôi đọc tôi cũng không. Sau 23 năm xây dựng dang dở cầu Quảng Phú dài 140 thước, mà 20 năm xây dựng dang dở nha, sẽ được tháo dỡ với kinh phí dự kiến khoảng 3 tỷ đồng. 23 năm xây dựng dang dở, bây giờ phải dỡ mà tốn thêm tiền để dỡ nữa. Ông Đỗ Quang Trà, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đắk Lắk cho biết, Sở phối hợp với các đơn vị liên quan đang rà soát, đề xuất phương án xử lý cây cầu Quảng Phú nối giữa xã Ebring, thưa quý vị, cái chữ của miền núi, Ebring, huyện Đắk Lắk và xã Quảng Phú, huyện Krông, huyện Krono, Đắk Nông. Thì quý vị, cái điều chúng tôi thắc mắc là tại sao một cái cầu mà xây dở hơn 20 năm mà không ai thấy hả? Không ai thấy. Chúng tôi xin nhắc lại cái khoảng thời gian năm 1954 cho đến năm 1975 là 21 năm. Miền Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa chỉ có 21 năm mà đã xây dựng được một cái miền Nam trù phú, phồn thịnh hơn hẳn những nước chung quanh, mà trong thời kỳ chiến tranh. Và cho đến bây giờ những giá trị văn hóa của miền Nam vẫn còn sống ở Việt Nam. Mà người ta xây một cây cầu mà 20 năm mà không xong, mà bây giờ là phải dỡ nó đi, phải tốn 3 tỷ. Như thế mà từ đó quý vị thấy được cái trí tuệ, cái tài lãnh đạo của đảng và nhà nước không biết là nó tài tới mức độ nào. Cái cầu mà 20 năm chưa xong. Chưa xong. Rồi, bây giờ nếu mà đây chỉ đọc báo sơ sơ thôi, nhưng mà nếu mà quý vị coi cái hình ảnh của cây cầu này đó, thì nó bắc ngang một cái đoạn mà ở dưới thực cầu lại bắc ngang qua sông phải không anh? Đúng rồi. Mà đây chúng tôi thấy đất ở dưới cỏ mọc tù lum mà cả. Người ta bảo là tại vì cái cầu này không bao giờ hoàn thành được là tại vì những cái dự án thủy điện nó cứ chắc là uốn sông qua chỗ đoạn này đoạn kia, bây giờ cái khúc đó nó không còn sông nữa. Thì cùng lắm cầu nó cầu khô đó, anh thấy cái hình ảnh nó trên cầu trên khô, ở dưới là mọc cỏ mà không sử dụng. Người ta bảo bây giờ tốn kém quá mà nó không cần thiết, nó không thực tế, là tại vì bây giờ đã có nhiều cái phương tiện giao thông giữa hai bên mà không cần cái cầu này, cần cái cây cầu này nữa. Thì nhiều người ta dĩ nhiên người ta khôi hài thôi, người ta nói nếu mà bây giờ cái cầu mà bây giờ mình nó xây dở mà không cần thiết không xây tiếp tục nữa, không còn tiền xây, hoặc là vì lý do đó không cần thiết không xây tiếp nữa, thì mình cứ để đó đi, mình làm cái gọi như là cái công trình du lịch, cái giống như là cái địa điểm mà thu hút khách du lịch đó đến xem, là cái công trình mình đã làm như vậy, tự nhiên bỏ thêm 3 tỷ nữa để mà tháo dỡ, để mà làm gì? Xây chưa có bị xây không xong, chưa xài ngày nào cả, chưa xong là sao xây, làm sao mà xài, chưa xây xong 20 năm vẫn chưa xây xong, và bây giờ sau 20 năm thì người ta khám phá là cái cây cầu đó không có cần thiết, không có thực tế. Như vậy thì những người cái làm kế hoạch của nó rất là hay, rất là tài giỏi. Rồi dỡ đi tốn 3 tỷ. Bây giờ muốn dỡ tốn 3 tỷ. Buồn cười, làm căn kinh tế như vậy hay quá. Đất nước phát triển. Rồi chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình, và chúng tôi sẽ
Để xem tôi còn cây cầu nào nữa không nha. Chiếc Lexus RX dành cho các gia đình hiện đại được 1.500 đồng tiền thưởng thuê dài hạn cho chiếc 2022 RX 450 Hybrid. Bạn có những ước mơ lớn cho con em mình. Kỹ nghệ thuốc lá cũng mơ ước như vậy. Oh, wow. Definitely a natural banana flavor. 4 trong 5 trẻ em đã từng sử dụng thuốc lá, bắt đầu với một sản phẩm có hương vị. Truyền thống Việt Nam, hương thơm Việt Nam, vị ngọt Việt Nam, mặn mà Việt Nam. Mừng quá bà con ơi. Chúng ta đi mang theo quê hương, nước mắm Liên Thành hương vị trăm năm, ngọt ngào, mặn mà hương thơm đã có mặt tại nước Mỹ do công ty Hoa Phát đại lý. Hãy đem quê hương hiện diện trong mỗi bữa cơm Việt Nam. Hãy đem nước mắm Liên Thành làm quà tặng cho thân bằng quyến thuộc trong dịp lễ Tết. Bà ơi, nước mắm? Nước mắm? Ơi! Hoa Phát 1800 5316363. Keiko Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản, kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Keiko Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Keiko Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Keiko được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay. Mekabu 160mg, Mojuku 80mg, Agaricus Powder và Mycelium Powder 40mg, Cordyceps sinensis Powder 10mg. Mekabu và Mojuku là hai thành phần chính để tạo nên Keiko Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất. Keiko Fukuden đang được bán tại đài quê hương giá 250 Mỹ Kim một hộp 120 viên, uống trong 4 tháng. Xin quý vị gọi cho đài quê hương 408-645-5575 hay 408-645-5580. Thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình. Khi nói về cái cây cầu, chúng tôi nhớ hồi bên Việt Nam đó, chúng tôi vẫn thường nghe trên đài phát thanh, người ta phát một cái bài là Nhịp cầu nối những bờ vui. Điều đó nói về là chiếc cầu là nơi hò hẹn của đôi ta, đêm trăng sáng bên cầu anh thổi sáo và đêm trăng sáng chân cầu em giặt áo. Và nói về anh đi bộ đội, anh đi xây biết bao nhiêu cây cầu. Và cái tựa đề của bài hát là Nhịp cầu nối những bờ vui. Và mặc dù là trong khói lửa chiến tranh như thế mà những cây cầu vẫn được xây dựng để mà nối những bờ vui mà. Đúng rồi. Thì chúng tôi nghĩ, ủa trời, tại sao trong thời kỳ chiến tranh và người ta có những cây cầu là mặc dù là đạn bom như thế vẫn nối những bờ vui. Bây giờ không có đạn, không có bom mà 20 năm mà cây cầu nó chả nối được gì. Thì từ đó quý vị thấy rằng là đúng là bốc phét. Không biết là bây giờ những không biết quý vị nào ngày xưa đi bộ đội mà đi làm công binh nó xây cầu, không biết là nó có, quý vị có thấy nó có những cây cầu như thế không. Chứ còn cái thời đó đó, những cái bài đó hát là nhiều khi cũng nức lòng mấy người dân. Nó, tại vì lúc đó anh biết là sau năm 75 đó thì chưa có xây dựng. Thì người ta nghĩ chà, trong thời kỳ chiến tranh mà đã có những nhịp cầu nối những bờ vui như thế thì bây giờ sau khi hòa bình rồi thì thế nào đảng và nhà nước cũng xây dựng nhiều lắm. Cho tới bây giờ sau 75 cho tới bây giờ 46 47 năm
mà có cây cầu xe 20 năm, giờ nó phải dỡ đi. Giờ tôi nói chuyện với cây cầu 20 năm và phải dỡ đi tốn 3 tỷ ấy, thì chúng tôi đọc cái bài báo xong, nhìn xuống phía dưới, đọc cái nhận xét, cái ý kiến của độc giả, nhìn cũng hay hay. Một người tên là Tân Tánh 2 nói tháo dỡ hết 3 tỷ thì thôi, tiền đấy làm bao việc, cứ để cái cầu cũ làm di tích lịch sử cũng được. Một người tên là Mai Nguyễn, đất rộng người thưa tại vùng cao mà, giờ chưa cần thiết, để lại thì có làm sao, 3 tỷ kia đem xây trường học đi. Người khác ý kiến Nguyễn Thúy, đã mất tiền xây, giờ còn mất tiền tháo dỡ, nếu không ảnh hưởng gì thì cứ để nó đấy có sao đâu. Tại vì cái khu đất cũng đất hoang, không có làm gì cả. Mà đúng, tôi đồng ý cái ý kiến là để làm di tích lịch sử đó. Để chứng tỏ được là cái trong cái quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội đã có những công trình, đã có những công trình như thế. Yeah. Rồi một người tên là Con Ăn thì ý kiến là nên nghiên cứu biến nó thành một điểm tham quan về lịch sử hơn là lại tiếp tục lãng phí 3 tỷ. Một người lấy cái số hiệu là 10414428 thì ý kiến từ 5 tỷ tới lui dừng vài lần, giờ làm 30 tỷ kinh thật nhỉ. Tiền chùa mà, tiền miếu mà, đâu có phải là tiền của họ đâu. Họ đâu, tiền của nhân dân mà, tiền của bá tánh mà, họ cứ việc xài thoải mái thôi, chia chắc nhau ăn cho cố. Bây giờ kiểm tra, kiểm kê đi. Nhưng mà thưa quý vị, trách nhiệm thuộc về ai? Cái đó là điều chúng tôi muốn nói tới. Một cái cầu 20 năm như thế thì phải biết trách nhiệm thuộc về ai chứ. Nhưng mà thường thường đối với mấy bố trong nước thì bảo rằng là cái này thuộc về đời trước, chủ tịch trước, bí thư trước. Chúng tôi với sau này chúng tôi không biết, chịu trách nhiệm. Thì thưa quý vị, qua một cái cây cầu 140 thước như thế để quý vị thấy rằng là đối với người cộng sản, luôn luôn người ta mở miệng người ta bảo là người ta lo cho dân cho nước, và người ta luôn luôn đổi mới, nghiên cứu tất cả là dưới sự dẫn dắt của đảng, là đưa dân tộc ta từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Và có cái cây cầu 140 thước mà xây 20 năm mà bây giờ phải dỡ đi tốn 3 tỷ, thì quý vị thấy là một đất nước như thế với cái tài lãnh mà có tiền chứ không phải là không có thế tiền đấy. Đâu phải nói là thiếu kinh phí đâu, không phải, có tiền, đó là có được chi cái tiền để mà làm cái cầu đó. Mà làm sao mà 20 năm không xong thì không hiểu. Anh cũng biết rồi, mấy bố đó, nhiều khi á, mấy bố làm á, không cần phải nghiên cứu làm quá gì. Bởi vì nếu mà thực sự người ta có tâm đó, một cái công trình xây như thế nó mang lại ích lợi cho nhân dân như thế nào, phục vụ cho xã hội như thế nào. Còn mấy bố là chỉ chủ yếu làm chính xây cái cầu này mình ăn được bao nhiêu. Còn cái chuyện mà tao xây cái cầu mà dưới không có nước kệ đó. Cầu khô mà. Cho nên là từ mà hết công trình này tới công trình nọ thì chúng tôi cũng chả hiểu. Bây giờ có cái tin này thì nó vui vui một tí, nó lạc quan tí. Thầy giáo làm tổng đài chống bắt nạt học đường. Quý vị cũng nhớ là trong những năm trước và thời gian gần đây thôi, ở Việt Nam mình thường xảy ra cái chuyện mà học trò những cái lớp tiểu học rồi hay là học trò mới lớp 7, lớp 8 mà đánh bạn một cách dã man rồi đứng quay rồi đưa lên nữa. Thì bây giờ là ở Nghệ An, hơn 2 năm qua thầy Hồ Tuấn Anh nhận hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn phản ánh tiêu cực từ học trò sau khi công khai số điện thoại cổng trường. Ở bên hông cổng trường Trung học cơ sở Quỳnh Phương, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, trưng một tấm pano khoảng 5 mét ghi rõ dòng chữ với nội dung là khi các em bị bắt nạt, xâm hại hoặc bị chứng kiến bạn bị bắt nạt, hãy gọi số 111 hoặc là số điện thoại của thầy, thì có đưa số điện thoại lên. Và thầy anh kể là từ nhiều năm trước cái vụ này nó xảy ra nhiều quá khiến thầy cũng thấy trăn trở. Và trong một chuyến đi công tác Hà Nội, thầy bắt gặp một cái băng rôn ở bên đường với dòng chữ là khi bị bắt nạt xâm hại hãy gọi số 111. Trở về địa phương thì thầy có ý kiến này. Và hơn 2 năm qua thì vị hiệu trưởng này đã tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi tin nhắn với nội dung khác nhau, từ việc học trò bị dọa nạt khi tới trường hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn đến những tin nhắn ngây ngô ở lứa tuổi dậy thì. Thưa quý vị, đây là một việc làm rất là đáng hoan nghênh. Bởi vì cái việc chúng tôi rất là phẫn nộ khi thấy học trò lớp 7, lớp 8 nó đánh nhau mà người lớn đó cũng đứng nhìn nữa. Và còn quay phim đưa lên nữa. Chúng tôi cũng biết là cái đạo đức Việt Nam bây giờ nó như thế nào. Và đây là cái công việc mà xã hội phải làm, chứ không phải riêng một người thầy. Rất trong đó có cả bên chính quyền, có cả bên đảng, rồi có cả công an, rất nhiều ở Việt Nam, rất nhiều các ban ngành đoàn thể, mà đội thiếu niên tiền phong, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, rồi là hội phụ nữ, nó nhiều ban nhiều hội lắm.
Nó chả làm được cái tích sự gì. Bây giờ cái vụ này thì là do thầy đứng ra. Thì người ta hoan nghênh. Nhưng mà có người nói như thế này, là đây là việc làm rất là đáng hoan nghênh, cảm ơn tấm lòng và hành động của thầy. Ước mong các thầy cô khác lấy đây là tấm gương để cùng phụ huynh giáo dục con em, bảo vệ con em khỏi tình trạng bạo lực. Nhưng mà đáng buồn thay, chỉ có một người như thầy quá ít trong cả một cái xã hội. Thưa quý vị, chúng tôi thấy việc làm của thầy là đúng, nhưng mà chúng ta nhìn qua cái trách nhiệm của bên Bộ Giáo dục nè, trách nhiệm của bên chính quyền nè, những bên đảng này, thì toàn là những người vô trách nhiệm. Không thể nào ở một cái đất nước mà mình đã có đội thiếu niên tiền phong từ bé còn mặc tả đó, thì đã cho nó là trong hoàng Bác Hồ rồi. Ví dụ nó chả biết ông Hồ Chí Minh là ai cả. Thế thì từ trong Bác Hồ xong là đội thiếu niên tiền phong, rồi tới đoàn, rồi mới đối tượng đảng, rồi đi vô đảng, tất cả cứ nghĩa là rồi. Bên cạnh đó là có mặt trận, các hội đoàn, phụ nữ, thanh niên, rất nhiều. Nhưng mà cái tình trạng không thể nào chấp nhận được là học đường đeo khăn quàng đỏ, ở trong lớp thì treo hình Bác Hồ, đó, ở ngoài cổng trường thì treo cờ đỏ sao vàng, mà nó đánh nhau, nó xe quần xe áo, mà cũng chả ai làm được. Mà cái hết phong trào học tập đạo đức theo gương Bác Hồ này, đến tập học tập rồi xây dựng nếp sống văn minh mới, đấy, hết từ trường cho đến khu phố xóm, chỗ nào cũng có cả. Phố văn sao mà nói nhiều quá mà làm được bao nhiêu, làm sao vậy? Cái đạo đức càng ngày nó càng suy đồi, không ai có thể phủ nhận được là cái tình trạng đạo đức của Việt Nam bây giờ càng ngày nó càng suy đồi đến mức một cái mức mà kinh hoàng thê thảm. Xin lỗi anh, có cái chuyện như thế này nữa mà tôi cũng lắc đầu luôn. Là bây giờ ở Việt Nam đó, người ta đối xử với nhau một cách khủng khiếp. Này, bảo đạo đức va chạm giao thông, thanh niên rút dao đâm chết người sau va chạm giao thông. Sau khi xảy ra va chạm giao thông, lực xuống xe rút dao nhọn đâm tài xế đối phương nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Đó là cái chuyện xảy ra ở huyện Việt Yên, Bắc Giang. Và cái người phạm tội là Vũ Văn Lực. Đó là cái hành vi giết người. Và thưa quý vị, đó chỉ đụng xe thôi mà vác dao đâm người ta chết. Thưa quý vị, xảy ra ở miền Bắc nha, ở Bắc Giang nha, chứ không phải là xảy ra ở trong miền Nam, những cái nơi mà bảo rằng là ảnh hưởng tàn dư của Mỹ Ngụy. Thứ nhất, thứ hai là trong miền Nam đó, cái bọn mà phản động đó, cái bọn phản động lưu vong nó đi từ miền Nam đông lắm, nó sang các nước đó thì nó mới đưa người về, nó xúi dục để mà nó phá cái đất nước của mình. Con này ở ngoài Bắc Giang. Thưa quý vị, trước đây đó, nhiều năm về trước đó, có nhiều gia đình bên hải ngoại này, và người ta nghĩ rằng là con cái mình ở bên ngoài này đó thì nó dù sao cũng là người Việt Nam, mình sợ nó mất gốc, cho nên mới đưa con cháu về, phải đưa con về Việt Nam để học những cái hay cái đẹp ở Việt Nam, đi thăm chỗ này chỗ kia và nó Việt Nam. Nhưng mà đến khi họ về Việt Nam mà thấy con của họ được khen giống như là những đứa con ngoan vậy đó, còn nhìn cái con những cái đứa cùng lứa tuổi với cái em đó ở Việt Nam đó kinh hoàng quá, thì họ sợ và họ lần tới không giao giờ em đưa con họ về, là tại vì họ thấy những cái quá hay quá tốt quá đẹp đó mà học mà đưa sang bên mày chắc sẽ sống được chết. Anh thấy va chạm giao thông mà vác dao đâm người ta chết, trời ơi, mà những cái văn hóa mà chẳng hạn như là quán chửi rồi xin lỗi quý vị, là trẻ em mới lớn là đã biết chửi thề chửi tục rồi, nói một mở miệng ra là chửi thề rồi, kiểu như là ma le. Ngay xin lỗi anh, những cái video clip bây giờ đó, người ta quay những cái đoạn mà người ta cho là vui, nhưng mà nó dạy cho trẻ con cái tánh là ma mảnh, tức là nó không có phải là trung thực, không cái hồn nhiên của tuổi thơ không có. Dạy cho trẻ con mà nói chuyện với người lớn là luồn lách tráo trở, rồi người ta cười với nhau, người ta bảo như thế đó là vui và cái đó là hay, là đề hay. Cao được đề cao, và dĩ nhiên là mình đề cao những cái đó thì các em khác nó sao nó bắt chước trẻ em á, thưa quý vị, nó phân biệt được. Bởi vậy, vâng, thưa quý vị, không biết là rồi những người làm trong Bộ Giáo dục họ nhận trách nhiệm để làm gì thì anh biết rồi, nhà trường, nhà trường hiệu trưởng, hiệu trưởng, hiệu phó, ban ngành trong nhà trường để làm gì, đoàn để làm gì, rồi đảng để làm gì, không biết được. Chúng tôi không có câu trả lời và mãi mãi cũng sẽ không có câu trả lời. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.